Tại hồ bơi trường Châu Á Thái Bình Dương đã diễn ra giải bơi thanh thiếu nhi thành phố Bảo Lộc năm 2024. Đây là giải bơi phong trào do thành đoàn, hội đồng đội thành phố Bảo Lộc phối hợp với phòng văn hóa thông tin thành phố tổ chức sau các khóa tổ chức giải bơi dịp hè năm 2024. Giải bơi thu hút trên 50 thanh thiếu nhi ở các độ tuổi từ 7 đến 15 tham gia. Đây là giải dành cho các em đã tham gia học bơi trong dịp hè 2024. Các vận động viên thi đấu theo 4 nhóm tuổi: 7 đến 9 tuổi, 10 đến 11, 12 đến 13 và 14 đến 15 tuổi. Với nội dung bơi tự do 25m và 50m tùy theo độ tuổi. Ban tổ chức cho biết, giải được tổ chức nhằm phát triển môn bơi, kỹ năng an toàn, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh các trường học phổ thông trên địa bàn, cũng như tạo sân chơi hữu ích cho các em. Ban tổ chức cũng mong muốn qua sân chơi này tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp các ngành, toàn thể xã hội về môn bơi, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tới các gia đình, trường học và cộng đồng, từng bước nâng cao kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Với sự cố gắng nỗ lực và trong sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các em đã hoàn thành nội dung thi đấu. Ban tổ chức đã trao 22 huy chương cho các vận động viên xuất sắc ở các độ tuổi. Được biết trong hè 2024 đã có hơn 600 em tham gia các lớp bơi miễn phí do thành đoàn, hội đồng đội thành phố cùng các phường xã tổ chức.